Hello, chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về chôn tiếp nha. Mình đang ở nhà, chỗ nhà đoạn là đường nha. Và đây là ngã tư nha các bạn nha. Đây ngã tư. Ngã tư đường đấy nha các bạn nha. Mình chôn bằng chôn người dân tiếp nha, mình không phải chôn bằng tiền giả. Mình chôn bằng tiền thật các bạn nha. Đây. Tiền đây, bây giờ mình bỏ tiền nha. Mình có mấy trăm. Đây tiền thật các bạn nha, tí cho mình sẽ vứt tiền ngoài đường chôn mọi người nha. Đây đồng 20.000 nhá. Các bạn đồng đây đồng 20.000 nha, mình chọc lỗ nha, mình luôn chỉ vào. Mình chọc lỗ đồng 20.000 nhá. Rách cho các bạn, rách tiền. Mình luôn chỉ cho được lỗ này. Sắp rách tiền rồi. Mình chỉ lỗ này. Mình buộc chỉ cho tiền này. Giờ mình sẽ cầm ngoài đường này, mình vứt. Các bạn nhìn nhá, tiền này treo trên dây. Nhiều mèo thấy mỡ người, nhìn tiền nhiều mèo thấy mỡ. Bây giờ mình sẽ để đây. Mình để đây, mình đi vào đây. Bây giờ mình nấp đây nhá, còn nó đồng tiền kia xem có ai đi qua, xem mình có nhìn thấy không. Quay kia. Có một người nha các bạn này, có một người nha. Mỗi một người đi qua họ không nhìn thấy các bạn nha. Nói bé, nói bé. Đây, chuẩn bị có một người bà đi đến nha. Các bạn đến nha. Ồ, người ta đi khác rồi. Ngay một người đi qua mà không nhìn thấy nha. Rất nhiều người đi qua nhưng mà không nhìn thấy nha. Đây là mình đang lấp ở chỗ này, họ không nhìn thấy. Đồng 20.000. 20.000 khả năng là bây giờ dân thường người ta chê tiền này, 20.000 người ta không nhặt các bạn. Tầm đang tầm đi chợ nhá. Đang tầm đi chợ tầm này nên chuẩn bị có hai người tiếp theo nhá. Đấy. Úi giời. 20.000 người ta không nhìn thấy các bạn ạ. Nhặt đi 20.000 nhặt đi các bạn ơi. Mọi người không ai nhặt đồng 20.000 của mình nhỉ. Đấy, có một người đi qua. Cái thằng này nó đi qua nhưng mà nó không nhìn thấy tiền các bạn ạ. Chê tiền à? Người dân thường dân giờ chê 20.000 các bạn, khả năng phải tăng lên 50.000 luôn. Các bạn ạ, bây giờ mình thu vào mình tăng lên 50.000 nhá. Tiền này 20.000 hơi bé đây, mình kéo tiền vào này các bạn ơi. Họ chơi 20.000 các bạn. Bây giờ mình sẽ chơi 50.000 cho nó giá trị nó cao anh. Ôi kim luôn nhỉ. Cái kim bên đây. Đừng cười. Các bạn ạ,
Các bạn ơi, bây giờ mình đặt 50.000 nhá. Rồi, mình nấp vào đây. Cái khép cửa ấy. Có nhìn thấy không? Để các bạn mình nấp vào cửa ấy nhá, cổng ấy nhá. Bà đánh thừng bà đi lúc kia rồi. Bây giờ không có ai vừa ấy. Rất là đông người các bạn, bây giờ không có ai mấy. Mình sẽ ra, mình đặt xa xa ra các bạn ạ. Có người, có người, có người. Có người các bạn ạ. Có người đi xe máy chuẩn bị tới. Không biết họ có nhìn thấy tiền không. Ôi, dân bây giờ khinh thường 50.000 các bạn ạ. 50.000 đặt họ không nhặt. Đấy. Chuẩn bị có người tới. Bây giờ mình sẽ đặt xa ra các bạn nhé. Giờ mình sẽ đặt xa ra các bạn ạ. Nếu mà 50.000 không ai nhặt mình sẽ tăng lên 100.000 các bạn ạ. Đấy, có người nhìn không nhìn tiền đâu, có người nhìn tiền đâu. Họ lấy mình kéo rồi, họ không lấy được nhá. Một người các bạn nhá, một người đã bị lừa các bạn nhá. Được chưa? Các bạn ạ, bây giờ mình đặt tiếp là mình đặt tiếp nhá. Thì như cổ chuẩn bị có người đi tới. Đặt tiếp đã được mình nhá. Mình đã lừa được một người nhá. Đã chôn được một người. Chôn được một ông nhà màu mình nhá. Năm mình nhìn như kia mà không ai nhìn thấy nhỉ. Đây chuẩn bị có người nhá. Chuẩn bị có người xe máy đi đến nhá. Họ không nhìn thấy. Bà già đi qua cũng không nhìn thấy các bạn ạ. 50.000 nằm như kia. Các bạn chuẩn bị có một người xe máy đến nha. Được người xe máy đến, nhưng họ có nhìn thấy không? Họ không nhìn thấy. Các bạn ở xa xa có một cô bé nhưng mà cô ấy lại quay lại rồi. Đấy, có một người đến, không nhìn thấy các bạn. Dân thì chê tiền này. Không phải chê mà 50.000 cũng to nhưng mà họ không nhìn thấy. Các bạn ạ, là vừa là mình chôn nhé, chôn người dân đi đường nhé, mấy 70.000 thôi.
hai lần, một lần là mình cho đồng 20.000 rồi, một đồng một lần mình cho đồng 50.000 rồi. Chung người dân đi đường đi qua đây là gọi là ngã tư các bạn nhé, người ta đi đây là ngã tư đoạn này đoạn chợ, nên là rất nhiều người, có người thì nhìn thấy tiền các bạn, có người không nhìn thấy tiền, nên là nhiều người nào mà không nhìn thấy họ đi qua, nhưng mà ai mà nhìn thấy chắc chắn là họ sẽ hòa lại bạn nhặt các bạn. Vừa rồi mình chôn được hai người, thực mình cũng thấy là người dân bây giờ là ai cũng nhìn thấy tiền thì cũng nhặt thôi các bạn, ai cũng có lòng tham mà ai cũng thích tiền các bạn. Thông qua video này mình muốn nói là đây là mình, cái video này mình chỉ chôn giải trí các bạn ạ. Không nên làm theo các bạn nhá, vì người ta cũng có cái lòng tự trọng của người ta ấy, làm họ mình chôn họ ấy, nhưng mà họ nhìn thấy mình kéo tiền và họ nhìn mình kéo tiền này thì họ tỏ ra có tức, nên là không ai đi làm theo các bạn nhé. Đây là mình làm trò chôn để giải trí các bạn ạ. Còn nếu bạn nào mà có ý tưởng gì trực tiếp comment dưới video này, mình sẽ thực hiện. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Chào các bạn nhé.